cuộc đua vua phá lưới Euro 2024, bất ngờ Gakpo. Với bàn mở tỷ số vào lưới Romania, chân sút Cody Gakpo của đội tuyển Hà Lan đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Euro 2024 cùng 3 cầu thủ khác. Gặp Romania ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2024, Hà Lan đã sớm mở tỷ số ở phút 20. Người ghi bàn cho Orang không ai khác chính là Cody Gakpo với cú đi bóng và dứt điểm đầy uy lực trong vòng 16m50. Đây là bàn thắng thứ 3 của Cody Gakpo ở Euro 2024. Trước đó, tiền đạo của Liverpool đã ghi 2-4 bàn của Hà Lan ở vòng bảng. Vào lưới Ba Lan và Áo, anh chính là niềm hy vọng của huấn luyện viên Ronald Koeman ở giải đấu được tổ chức trên đất Đức. Với 3 bàn thắng, Gakpo đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Euro 2024 cùng 3 chân sút khác là Georgia Mikata, Georgia, Ivan Stran, Slovakia và Yaman Musiala, Đức. Trong số 4 chân sút đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Euro 2024, 2 cầu thủ đã sớm dừng bước ở vòng 1/8 là Georgia Mikata, Georgia và Ivan Stran, Slovakia. Vì vậy, nếu Hà Lan tiến sâu, Gakpo sẽ là ứng cử viên rất sáng giá ở cuộc đua giày vàng Euro 2024. Riêng cá nhân Gakpo, đây bàn thắng thứ 12 của Cody Gakpo cho đội tuyển Hà Lan. Với 3 bàn ở kỳ Euro lần này, Gakpo đã cân bằng thành tích ghi bàn của Jorginho Wijnaldum, Robin van Persie và Memphis Depay ở các vòng chung kết Euro. Chỉ 4 cầu thủ Hà Lan ghi nhiều bàn ở Euro hơn Gakpo là Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy, 6, Marco van Basten và Dennis Bergkamp, 5.